Ayo, what's up anh em? Tôi là Dick, còn đây là Luân. Thì hôm nay anh em tôi sẽ present cho một rapper, rapper Tây Bắc đến từ Tổ Quạ. Ok, make some noise. Ok, bây giờ để không mất thời gian anh em nữa, chúng tôi sẽ bắt đầu luôn cái reaction này. Hiện tại là bài này đã ra từ cuối tháng 9 và đến bây giờ là 270k view. Ok, Negip 2359 fit với lại Vi. Vi là aka Bảo Hân Nguyễn nha. Ok, let's check. Ăn kem nhỉ? Số chính đại màu vàng chứ là trong giai đoạn chuyển giao qua số 10 đúng không? Sắp có chuyện gì để xảy ra đúng không? Sắp tới 12 giờ đêm rồi. Vậy là bạn hẹn trong vòng 1 phút thôi. 49 giây. 49 giây. 58 giây. Là sao? 1 giây nữa là qua 12 giờ rồi. Là sao? 1 giây nữa. Có đéo ý nghĩa gì nữa. Bộ học đó đi. Lâu lâu reset cũng sẵn lắm. Đơn giản không? Nhìn cái kiểu cái màu nó mang mang chất Tokyo á. Tokyo Hồng Kông nữa. Những cái đèn neon với lại mà cái thực mà quay phim cái frame nó thấp á. Có bao giờ em phone cho anh khi cần sự muốn? Có cảm thấy lo lắng mỗi khi anh trở về muộn. Và khi 12 giờ đêm anh chẳng tin vào những lời chúc ngủ ngon. 2 giờ sáng anh vẫn chờ em, active now em vẫn online, quan tâm em từng ngày một. Họ hàng trách anh dại dột, ngoài kia tiếng gì như cô gái tốt, nhưng với anh chỉ có một. Dù biết là tự chung vào bản thân những thương đau, anh vẫn xa vờ những mắt đã mờ, không biết vì sao vẫn đương đầu với những gì mà em đã gây ra. Anh đã từng cười nhạo trên nỗi đau của những người bạn khi họ mắc phải mối tình Tây Ba. Cười nhạo, giọng đi tay cười lại. Dạ, tức là thằng lồ mày bọn á, nó làm một việc gì sai cái nó sẽ đúng rồi, đúng rồi. Quả báo. Không ngờ. Nhưng mà trước khi mà vô cái này thì nhìn bạn cái bạn này là tưởng là nam. Đúng rồi, nhưng mà sao biết nếu rồi. Nếu mà coi kỹ thì bạn này là tomboy đúng không? Ừ. Nhưng mà nhìn sắc nét mà. Chắc đây là cái giá phải trả. Anh mong được thấy nụ cười em trên môi những khi gặp nhau như lần đầu, chứ không phải những cuộc cãi vã. Có anh đây em không phải mang những nỗi buồn lên trong trạng thái. Dù ít hay nhiều anh vẫn tin vào những gì tình yêu anh mang lại. Và có bao giờ em phone cho anh thì bằng sự muốn. Có bao giờ em hiểu những nỗi em mang chỉ một chút. Sao bài này không hit mà? Từ từ. Bài này hay vậy. Nếu hit mèo ác quá. Mèo ngọt. Em đang ở đâu cùng với ai? Nghe có vẻ như thăm dò, nhưng chỉ là muốn chắc chắn rằng em không đang đi điên cùng thằng đó. Vì anh không muốn phải tận mắt chứng kiến thêm một lần nào nữa. Từ khi vô tình thấy em quay về nhà cùng người khác bước vào cửa. Người ta khi buồn có thuốc lá, rượu, bia, nhưng anh thì không, vẫn nắm thuốc tay như là trước đây. Tự giam mình trong căn phòng, bút và nháp những tâm tư anh chút vào bài nhạc. Buổi đông mới vừa lướt qua nhau bài, anh đã chết bao ngày tháng vì vô nghĩa anh vẫn cố thực hiện được vì vô nghĩa em... việc vô nghĩa ông nội không có nghe như vì vô nghĩa. Vì anh từng nghĩ em cũng như anh chỉ có hạnh phúc và êm xuôi, tưởng thân lục lọi những ký ức em từng xem anh là duy nhất. Nhưng giờ thì khi bực bội em lại hành động vô ý thức, hả dạ khi đã khiến anh phát điên vì những mưu kế em bày ra. Anh vẫn đưa em về đến tận nhà khi em đã cùng trên quầy bar, nhưng có bao giờ em thấy lo lắng khi anh về muộn? Càng đằng sau nụ cười trên môi của anh là những hay à? Đưa em về nhà sau quầy bar, nhưng có bao giờ em lo lắng khi mà anh về muộn? Thì bạn nữ như là đang khóc nữa. Thì gai mà thấy gai góc lắm luôn. Thì mạng này còn khúc này coi thử xong phim rồi là bị bắt rồi đó, bắt gặp rồi. Tức là hai người này đã tình cờ gặp nhau à. $4,000 tiền kem không ai ngờ
đây đây đây, nhân vật chính, nhân vật chính này mới là không ai ngờ nè. Đi đâu ra đưa tự nhiên đi bên đường, có vẻ là này nó không thích đóng MV cho lắm, có vẻ là clip nó không thích đóng MV cho lắm, hoặc là đây là cái câu chuyện của hai đứa này, hoặc là cái cách mà clip nó truyền đạt tới mọi người á, là kiểu như là cái lúc đầu á mà tao coi cái MV này thì tao lại nghĩ là như hai người này là hai người xa lạ đi sẽ bắt gặp nhau ở cuối cùng mà đúng là địch mẹ là bắt gặp là cũng bắt gặp nhau thiệt, nhưng mà lại không bắt phải là kiểu bắt gặp như là yêu nhau hay là sao, mà lại bắt gặp rồi đủ mới vì tiền game lừa tất cả mọi người. Chết phải là Lâm Tấn Huy anh này quay phim đỉnh lắm, anh này là quay rất nhiều, quay hình như là hầu hết tất cả cái MV của Tổ Quạ luôn, trong này anh lừa tất cả mọi người luôn. Dạ để coi cuối còn gì không đó rồi. Ok, giờ bắt đầu reaction nha. Trước tiên thì sao nào cho Tổ Quạ, sao nào cho ekip, sao nào cho ekip của chương trình. Thì đây là quan điểm cá nhân của Dick và Long. Thì đầu tiên thì nói về mặt hình ảnh, thì đây là một cách truyền đạt hình ảnh tốt. Nhưng mà mình đã đọc sơ qua về các comment ở dưới, thì có vẻ là các bạn cảm thấy là nó bị hơi nhức đầu, mọi người xem thấy hơi nhức đầu xíu. Thì cái này nhưng là mà... kiểu là nó quan điểm riêng của từng người thôi. Mà cách anh Huy anh làm á là giảm cái frame xuống để cho cái ánh đèn nó bị nhòe nhưng vẫn giữ lại được những nhân vật chính. Cái hay là nhân vật chính nó vẫn focus vào được chứ không có phải là bị cũng mờ theo cái cảnh vật xung quanh. Thì mình không biết là làm sao có thể làm được cái này, nhưng mà nói chung là mình thấy là cái cách quay này rất là hay và hầu như là đây là một cách quay only ở Việt Nam luôn á. Chưa thấy bao giờ. Với lại á, là cái hồi trước là mình đã xem một cái MV của Black, thì có một cái cảnh là Black nó đi trước thì quay từ phía sau, thì quay hết toàn bộ tất cả cái ánh đèn từ phía sau luôn, thì cũng là quay ở phố, cũng là quay ở bùi viện luôn. Thì trong cái này nè là anh Huy áp dụng vô nhưng mà biến tấu nó xíu là giảm cái frame lại á, nên là nhìn nó có độ đặc biệt riêng của cái MV này. Hai bạn diễn viên chính thì không có gì để nói, là hai bạn rất là thần thái, đặc biệt là bạn nữ rất là thần thái, kiểu như là chắc là hai bạn này là cũng đã quá quen với lại cái ống kính rồi, nên là kiểu là hai bạn cũng không có bị lúng túng hay là không bị ngại trước cái ống kính, là cái kiểu diễn xuất của hai bạn á là nó là hoàn toàn thích hợp trong cái MV này. Thì mình chỉ có một câu hỏi là không biết là tại sao lại hàng lồn Negip lại đặt bài này tên là 23.59, thì liệu có phải là trễ rồi không, hay là kiểu mà thời gian không còn nhiều. Mình chỉ muốn hỏi và mình rất mong là Negip sẽ comment ở bên dưới là cho anh em biết là tại sao mà em lại quyết định đặt một cái tựa như thế này. Và nói về mặt âm nhạc của Negip thì mình là người đã chơi freestyle với lại Negip một thời gian cũng tạm gọi là dài, thì hai anh em đã từng có những cái lúc mà ngồi freestyle riêng, thì mình có nhận xét riêng về Negip là một con người rất là tài năng. Tuy là nó còn trẻ nhưng mà nó đã đi đúng theo một cái định hướng của tổ quạ. Thì thật sự là nếu mà trong rap Việt này chỉ có Tổ Quạ mới có thể định hướng được cho Negip thôi, và Negip nó sẽ phát huy được hết khả năng của nó ở trong Tổ Quạ này. Thì mình hy vọng là sau cái MV này thì Negip nó sẽ còn thêm nhiều cái MV khác, những bài nhạc hay khác. Và anh em cũng đã biết tới Negip qua Bác Quái đúng không? Một cậu bé 2000 hay là 2001 mày? Chắc 2001 cái 2 đến 5 quá. Thì nó làm rất tốt, nó twist đồ rồi xong rồi nó vần, cái vần nó cực kỳ hay luôn. Mình là mình rất là respect về mặt vần của nó, rất là tốt luôn. Ít ai mà ở cái độ tuổi đó mà có phải làm sắc bén như là kiếm nhật. Thì tại sao nó lại có tên là rapper Tây Bắc, tại vì xưa nó có xài vần đó là mắt kén là chỉ có một mình nó ở độ tuổi, chứ một mình nó phải xài được, chỉ có một mình nó nghĩ cái vần đó. Và mình rất ấn tượng về cái vần đó, nên là ok, bài này là một thành công của Negip. Mình chỉ có một cái mình cực kỳ tiếc cho Negip, đó chính là ước gì Negip xuất hiện trong MV này. Nhưng mà nói đi nhìn đi thì cũng phải nhìn lại, là cho nếu nó xuất hiện trong MV này thì liệu là nó có cái đủ cái độ truyền tải cái MV không, và nó có thể diễn xuất được tốt hay không, thì cái đó là những cái điều mà mình không thể nói trước được. Thì nhìn chung đây là một sản phẩm hoàn hảo. Một cái tiếc nữa là view, đúng ra bài này phải là một bài nhạc hit, đúng dạ. Đối với mình nó là một bài nhạc hit. Ok, Negip, I love you.
của mình đó, thì mình thấy đây là một bài nhạc mà thể hiện hết tất cả những tính cách của Negative rất là thật. Dạ. Đúng rồi, này giống như là có chỗ mà nó ghi là gì à, không rượu bia, không thuốc lá. Dạ, chỉ uống thuốc thôi, dạ. Như là viết nhạc trên giấy. Cái này là tụi mình có thể kiểm chứng được luôn là nó hoàn toàn nó không hút thuốc và không uống rượu bia, nó là một thằng rapper rất đủ mà rất là cool luôn á. Dạ. Còn những cái tình tiết mà nó đưa vào á, thật sự mà nói về cái skill trong bài này á thì rất là lạ, không bỏ vần theo kiểu cũ. Dạ 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 dạ, kiểu cái kiểu nó là hồi xưa giờ mình chỉ nghe nó là hay đồng thanh dấu thôi. Đúng. Còn trong bài này thì nó lại đi không đồng thanh dấu nhưng mà nó vẫn phát huy được hết một cái mặt, vẫn giữ cái cốt truyện hay. Dạ. Đây là một cái kiểu như là telling story á, nó là dạng như vậy á. Và cuối cùng nó là một cái cục bất ngờ. Thì nói chung là mình và Luân nhận xét Negative, đây là một bài nhạc tốt, chúc mừng em. Ok, và cuối cùng là maximum noise cho Negative, Tổ Họa, anh Lâm Tấn Huy và ekip của chương trình, một bài nhạc rất tốt. Ok, chúc mọi người sẽ thành công trong con đường sự nghiệp của mình. Ok, Luân và Dick từ Bạn Có Tài Hoa. Yeah.